Xin kính chào quý khách. Sau đây là clip hướng dẫn kiểm tra kết nối Internet modem EP9108W1. Modem EP9108W1 bao gồm các đèn tín hiệu, các cổng cắm đầu vào dây quang PON, đèn LAN, các nút bấm ON/OFF, RESET. Nếu quý khách kết nối Wi-Fi hoặc dây LAN mà không truy cập được Internet, đầu tiên quý khách hãy thử tắt và bật modem bằng một trong hai cách. Bấm vào nút ON/OFF phía sau modem hoặc rút nguồn điện của modem. Quý khách vui lòng chờ 30 giây để thiết bị khởi động. Quý khách kiểm tra các đèn cơ bản trên modem bao gồm đèn PWR, đèn nguồn, đèn PON, đèn tín hiệu quang, đèn Internet, đèn Wi-Fi. Nếu các đèn trên đều sáng xanh và sáng đứng, quý khách thử kết nối lại Internet. Sau khi khởi động xong mà đèn PON không sáng, đèn LOS sáng đỏ, quý khách vui lòng gọi lên tổng đài 1900-6600 để được phục vụ. Nếu đèn PON sáng xanh, đèn LOS sáng đỏ, đèn Internet không sáng hoặc nhấp nháy, thiết bị chưa lấy được IP, quý khách vui lòng thao tác cấu hình modem EP9108W1 theo clip hướng dẫn. Trong trường hợp quý khách không tìm thấy tên Wi-Fi, kiểm tra đèn PON, Internet sáng xanh, đứng, đèn LOS tắt mà đèn Wi-Fi không sáng, quý khách vui lòng thao tác cấu hình lại Wi-Fi cho modem này. Vừa rồi là một vài thao tác cơ bản hướng dẫn quý khách kiểm tra kết nối Internet. Nếu cần phục vụ thêm, quý khách vui lòng gọi tổng đài 1900-6600.